Màn trình diễn top model của Đỗ Thị Hà, catwalk cực đỉnh, thực hiện cú tung váy ăn tiền. Mà lúc mà chị được gọi tên, xong rồi chị đợi mãi không thấy một bạn châu Á nào nữa, thế mình cũng thấy giật mình. Không ngờ mình là thí sinh châu Á duy nhất. Đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Những phần thi của nàng hậu luôn được người hâm mộ dõi theo và ủng hộ. Nối tiếp những thử thách của mùa giải năm nay, Đỗ Thị Hà đã có phần thể hiện ấn tượng trong phần thi Top Model. Vào sáng ngày 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam, phần thi Top Model của Miss World 2021 chính thức được diễn ra. Theo format của chương trình, các thí sinh sẽ trình diễn thiết kế của Puerto Rico trước, sau đó họ lần lượt khoác lên mình outfit được chuẩn bị sẵn từ quê nhà để thể hiện phần thi của mình. Trang phục top model của Đỗ Thị Hà do Đỗ Long thiết kế, bộ váy mang tên Vẻ đẹp của dòng sông với sắc xanh đầy mạnh mẽ và tinh tế. Các họa tiết được đính kết cẩn thận cùng với tà váy bay bổng. Đã được chuẩn bị kỹ càng, Đỗ Thị Hà tự tin sải bước trên sân khấu, nàng hậu khoác lên mình chiếc váy của nhà thiết kế Đỗ Long, vóc dáng khoe trọn vẹn, đặc biệt là đôi chân dài 1m11. Người đẹp gốc Thanh Hóa còn ghi điểm với cú tung váy cực mượt, chiếm trọn mọi ánh nhìn. Ngoài khí chất người mẫu cần thể hiện trong phần thi Top Model, Đỗ Thị Hà không quên nở nụ cười đậm chất hoa hậu. Khán giả nhận xét cô nàng catwalk như một model chuyên nghiệp, nhưng gương mặt vẫn đậm nét dịu dàng, đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Những hình ảnh ghi lại phần thi của đại diện Việt Nam được khán giả chia sẻ tích cực. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Đỗ Thị Hà và động viên nàng hậu tiếp tục giữ vững phong độ. Theo dõi thì thấy Hà cũng máu lắm đấy, đừng đùa. Bộ váy xuất sắc, Hà cố lên. Ui, đẹp quá nè. Với phần trình diễn xuất sắc, Đỗ Thị Hà đã chính thức lọt vào top 13 chung cuộc. Đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của cô và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Theo kết quả được công bố mới nhất, Đỗ Thị Hà đã lọt vào top 13 của phần thi cùng với những đại diện khác đến từ Pháp, Venezuela, Cameroon, Puerto Rico, Mexico, Bờ Biển Nga, Kenya, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Nicaragua, Bahamas, Cộng hòa Dominica. Và một lần nữa, như người chị em Thủy Tiên, Đỗ Thị Hà cũng đã gánh team châu Á trong bảng xếp hạng lần này. Tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã xuất hiện mỗi ngày với sự chỉnh chu, từ váy áo đến phong cách trang điểm. Nàng hậu tận dụng mọi không gian nơi ở để lên hình sống ảo. Cô chọn trang phục có màu sắc nổi bật để thể hiện nguồn năng lượng tích cực của mình. Không những vậy, lợi thế về hình thể của cô nàng như bờ vai gợi cảm, đôi chân dài 1m11 cũng được khoe triệt để. Những ngày qua, khán giả và fan hâm mộ khá lo lắng khi thứ hạng của Đỗ Thị Hà liên tục tụt hạng trên bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology về ứng viên có khả năng đăng quang Miss World 2021. Cụ thể, ở bảng dự đoán mới nhất vào ngày 5 tháng 12 thì đại diện Việt Nam đã đứng vị trí thứ 20. Như vậy, người đẹp sinh năm 2001 đã bị tụt hạng khá nhiều. Còn nhớ, ở bảng dự đoán đầu tiên, đại diện Việt Nam xếp thứ 10. Ở bảng dự đoán thứ 2, chuyên trang này đánh giá đại diện Việt Nam ở thứ 7. Trong bảng đánh giá thứ 3, cô chỉ đứng thứ 17. Vì vậy, không ít khán giả cho rằng, để có cơ hội tiến sâu vào vòng chung kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cần phải lọt top các phần thi phụ, đồng thời dành lời động viên cho người đẹp Thanh Hóa. Hành trình Miss World 2021 đang đi đến những chặng đua cuối cùng đầy thử thách. Đỗ Thị Hà nhận được nhiều sự kỳ vọng lớn từ phía khán giả quê nhà nên càng áp lực hơn, song cô vẫn luôn cho thấy sự tự tin và khát khao chinh phục vương miện của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!